Cải thiện da mặt nhờ các thói quen chăm sóc da vô cùng dễ dàng, với quá nhiều sản phẩm có sẵn trên thị trường hiện nay cũng như những thông tin trái chiều trên mạng. Việc tạo ra một thói quen chăm sóc da mụn tốt có vẻ như thật khó khăn. Tuy nhiên, không cần phải xây dựng một chu trình chăm sóc da mụn phức tạp mới có thể đem lại hiệu quả được đâu nhé. Trên thực tế, bạn chỉ cần bỏ khoảng vài phút cho một lần chăm sóc da, duy trì đều đặn 2 lần mỗi ngày một thời gian và bạn sẽ thấy kết quả khả quan. Tẩy trang giúp loại bỏ các bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm, vì rửa mặt bằng nước không đủ để làm sạch da. Khi da sạch sẽ, các bước dưỡng sau mới phát huy tác dụng được. Hơn nữa, nếu da bẩn sẽ dễ bị bí tắc lỗ chân lông, sinh ra mụn. Trên thị trường có 3 loại tẩy trang phổ biến là dầu và mineral water, sáp. Mức giá cũng trải dài từ bình dân đến cao cấp. Về cơ bản khả năng làm sạch thì dầu và sáp tương đương, tẩy sạch sâu. Còn mineral thì thích hợp để tẩy những ngày make up nhẹ hoặc tẩy nền. Riêng phần mắt và môi bạn vẫn nên chọn các sản phẩm chuyên biệt vì hai vùng da này rất nhạy cảm. Một lưu ý với những bạn da quá nhạy cảm, mụn nên cẩn thận khi chọn sản phẩm. Test kỹ để xem có dị ứng với cồn, hương liệu, mineral oil hay loại dầu nào không. Sữa rửa mặt dịu nhẹ, tiếp đến là bước rửa mặt. Bạn chỉ nên sử dụng các đầu ngón tay hoặc khăn mềm để làm sạch da mặt, kể cả đường viền hàm, cổ, trước và sau tay, không chà sát quá mạnh trên da. Bạn cũng không cần phải sử dụng những miếng rửa mặt bằng nhựa thô. Nó không giúp da bạn sạch hơn mà còn có thể gây kích ứng. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình. Sữa rửa mặt trị mụn thiên nhiên là lựa chọn tốt nếu bạn bị mụn nhẹ. Chọn loại có chứa axit salicylic hoặc benpezoxyge nếu trường hợp mụn của bạn nặng hơn. Nếu bạn thường xuyên trang điểm hoặc da của bạn bị đổ dầu, mồ hôi nhiều vào ban ngày chẳng hạn như khi bạn đi chơi thể thao hoặc lao động tay chân, hãy rửa mặt với sữa rửa mặt dịu nhẹ 2 lần vào ban đêm và buổi sáng. Điều này đảm bảo bạn làm sạch mọi dấu vết của lớp trang điểm, mồ hôi và bụi bẩn cho lỗ chân lông thông thoáng trước khi đến bước chăm sóc khác. Tẩy tế bào chết. Tổn thương từ ánh nắng mặt trời làm cho bề mặt da trở nên dày bất thường. Mụn trứng cá và da dầu khiến vấn đề trở nên còn phức tạp hơn nữa. Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các chất bẩn tích tụ, gây tắc lỗ chân lông, màu da không đồng đều, da xỉn màu và nếp nhăn sâu. Sử dụng toner hoặc ASTRINGNT, tùy thuộc vào thành phần của chúng. Chất làm se hoặc toner có thể giúp loại bỏ dầu thừa, làm săn chắc da và dưỡng ẩm, hoặc giúp chống lại mụn đầu đen và mụn bọc. Thấm toner vào bông gòn hoặc miếng bông tẩy trang và nhẹ nhàng thoa đều khắp mặt và cổ để giúp loại bỏ lớp trang điểm, cạn sữa rửa mặt và dầu còn sót lại. Chất làm se khít lỗ chân lông được thiết kế để loại bỏ dầu thừa trên da, do đó, rõ ràng, chúng tốt nhất cho các loại da nhờn. Nếu làn da của bạn có xu hướng khô, tự nhiên hoặc do bạn đang sử dụng các phương pháp điều trị mụn làm khô, thì toner dưỡng ẩm là lựa chọn tốt hơn cho bạn. Ngoài ra, hãy chú ý đến thành phần cồn trong sản phẩm vì cồn có thể làm khô và kích ứng, đặc biệt là đối với những loại da nhạy cảm. Sản phẩm không chứa cồn là lựa chọn tốt nhất nếu da bạn bị khô hoặc bị kích ứng bởi các liệu pháp điều trị mụn. Hãy lưu ý rằng ngay cả khi da của bạn không quá khô hoặc nhạy cảm, thì các loại toner chứa cồn vẫn có thể làm nổi mụn. Bôi thuốc trị mụn. Sau khi toner khô hoàn toàn hoặc sau khi rửa và lau khô mặt hoàn toàn, hãy sử dụng kem trị mụn theo chỉ dẫn. Đây có thể là một loại thuốc theo quy định của bác sĩ hoặc một over, the, quầy mụn gel hoặc kem để thuốc được hấp thụ hoàn toàn hoặc khô trước khi thực hiện bước tiếp theo. Dưỡng ẩm. Nếu da bạn không có quá nhiều vấn đề cần sử dụng các loại serum đặc trị thì chỉ cần một loại serum giàu hoạt chất dưỡng ẩm là đủ. Được yêu thích và lành tính nhất phải kể đến các loại serum hyaluronic acid. Chống nắng. Bước này bạn không cần thực hiện trong quy trình chăm sóc da trước khi đi ngủ nhưng bắt buộc phải làm vào buổi sáng bởi nhiều loại thuốc điều trị mụn và các thành phần tẩy tế bào chết sẽ khiến da bạn dễ bị tổn thương hơn trước ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải dùng thêm kem chống nắng. Nhiều loại kem dưỡng ẩm hiện nay có chứa SPF 15 sẽ giúp bạn chống nắng trong khi dưỡng ẩm rất tiện lợi. Nếu kem dưỡng ẩm của bạn không chứa SPF thì bạn nên cân nhắc một sản phẩm kem chống nắng riêng biệt và hãy tìm một sản phẩm được thiết kế cho mặt thay vì một sản phẩm chống nắng toàn thân. Kem chống nắng dành cho da mặt có đặc điểm ít dầu và không có hương liệu sẽ phù hợp cho làn da đang bị mụn hơn.